Chào cả nhà nha. Hôm nay Kim Thu Family USA trở lại với cả nhà muốn ăn hàng ngày. Đó, cả nhà ơi, hôm nay mình có một con vịt. Con vịt. Ngày hôm qua mình nhờ ông xã mình đi ông đi chợ đó, ông đi chợ ông mua mà chợ Mỹ. Chợ Costco đó. Mua đồ cho con gái mình ăn sáng á, rồi mình nhờ ổng mua cho mình con vịt à, cả nhà. Vịt của chợ Mỹ nó bán nè, rất là ngon, ít mỡ nhiều nạc đó. Có mua ăn rồi nên rất thích, giờ mình rất thích vịt chợ Mỹ, không thích vịt chợ Việt Nam nữa. Chợ Việt Nam vịt mỡ quá trời mỡ, về cắt bỏ trơn à đó cả nhà. Nên là hả, hôm nay mình sẽ làm món ở nhà quá trời mấy bụi xả nhiều quá, chắc ra làm món vịt xào xả ớt. Trời, mấy món này ăn cơm với lại chắc ra cắt trái bầu. Bầu nay bắt đầu nó cũng có trái, lại nhiều trái mình mới ăn xong. Cắt một trái bầu non đó cả nhà, vô xào. Với lại con chim chép hôm video rồi đó. Trời, nó ngọt mà ngon gì đâu á. Ngon ơi là ngon á, nên là giờ ăn bầu non chứ không để bầu lớn nữa. Lớn quá ăn cũng không hết, bự quá đó. Bự quá ăn cũng đâu có hết đâu. Nên là hả, chia ra cắt bầu non vô rồi làm cắt xả vô rồi xào vịt xả, còn bầu thì để coi nghĩ coi lát làm món gì, luộc hấp nấu canh xào gì đó rồi tính ăn chung với lại vịt nè. Thôi giờ mình đi ra ngoài mình cắt bầu với cắt xả cho cả nhà coi buổi sáng cái ngoài vườn của mình. Rồi cái tay đau rồi, bây giờ mình theo chung mình đi ra vườn nha cả nhà nha. Vịt mình cũng sơ chế xong rồi nè, bự quá đi à đó, xả cắt vô mới xả rồi à, vịt chắc mình làm nửa con à, bự quá. Bự quá mà có nhà có mình ăn à, đâu có làm sao mà ăn hết nè cả nhà coi nè, con vịt bự dữ lắm. Xả cắt vô xả tươi, nhà có xả nên làm gì hay, cái làm gì cũng hay. Đúng rồi, có xả. Rồi bầu thì mình sẽ làm cái bầu lòng vịt xào bầu đi. Rồi nó nguyên bộ đồ lòng bự lắm luôn cả nhà. Đó, vịt này đó làm còn nguyên bộ đồ lòng hả, gan đồ ấy đồ nguyên một bộ đồ lòng bự cản. Nên là mình sẽ xào bầu với lại lòng à, hả, chắc là nửa con à, nhà có mình ăn chắc không thể nào mà ăn hết một con được. Một đứa con còn ăn không biết mấy bữa mới hết nữa, hai bữa ít nhất cũng hai ba bữa mới hết đó. Nên là xào nửa con còn nửa con để coi tính làm gì thì sẽ làm cái món khác, nên là cho xào xả ớt nửa con à. Thôi giờ để mình sơ chế nha. Giờ sơ chế nó mới được. Xong rồi cả nhà. Mình sơ chế không? Nửa con thôi chứ còn nửa con để lại làm món khác chứ. Vịt nó bự dữ lắm. Nè cả nhà nè, thấy không? Vịt nó bự nè, nạc không mà mỡ ít lắm. Đó, giờ mình chặt nửa con nè. Nửa con cũng như đây nè. Giờ mình ướp. Giờ mình cho xả vô, xả mình xay rồi nè. Thôi để mình ướp đi, mình làm trong xôi đi rồi cho cả nhà thưởng thức. Nhờ làm thì nó thời gian mất thời gian quá. Xong cả nhà, ướp xả ớt, cho nên nó món này của mình ăn nên là ướp cay. Xả ớt rồi nước mắm đồ. Rồi giờ để đây đó cả nhà coi nào, lòng vịt rồi xong mình cắt thêm miếng thịt vịt nữa vô, đang lát mình xào xào bầu á,
Làm vịt xào lâu lắm không ăn á nghe, hồi nhớ ăn làm vịt xào là hồi từ còn bên Việt Nam tới giờ, trời ơi mười mấy hai chục năm luôn đó. Nay xào là ướp là tỏi rồi vô lát xào đó, cái gì đó mình nè, còn nửa con vịt nè chứ nửa con thôi, là con vịt nó bự quá, nửa con đây đây từ từ không biết tính, không biết làm món gì nữa. Cái gì đó Logan, thôi giờ để mình đi sơ chế, nhóc mình quậy quá, cho thịt chờ cho thịt thấm chút giờ cắt lọt cái bầu non dễ sao non luôn, non như non eo luôn à, bầu vậy ăn mới đã à. Ngọt cho coi, giờ mình vừa xào trái ăn giờ mình mê ăn bầu non rồi, không thể là bầu bắt đầu mới bắt đầu được tượng hộp á, ngọt ơi là ngọt luôn, nên là giờ chắc phải ăn bầu này không ăn không để tới, cho tới nó bự gần kia. Nhỏ 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 non non vậy là ăn là ngọt ngắt. Bây giờ để gọt bầu tay ướt nhẹt rồi là cả nhà, một trái bầu đó, một trái bầu mình ăn hai một mình ăn hai bữa, cái bầu kia mình vừa ăn hết xong á, bây giờ bắt đầu mình làm thêm trái bầu này nữa nè, nó non ơi là non luôn, chưa có hộp. Giờ mình đi xào, giờ mình đi nấu đó, xong rồi chia sẻ với cả nhà nha. Cả nhà ơi, thành quả đã xong. Vịt kho gừng. Ơ quên, quên đó, vịt kho xả ớt. Cả nhà, trời ơi, ngon quá trời luôn. Thơm nước mũi luôn nè. Nè. Lòng vịt xào bầu. Ngon chưa? Lâu dữ lắm rồi. Là cái lòng vịt này mà hả? Phải nói là phải gần mấy hai chục năm luôn á, hồi ăn từ bên Việt Nam mà chưa qua đây lòng vịt, cái thường thường mua vịt cũng đâu thấy có cái bộ lòng tổng đâu, chợ Việt Nam á, nhưng mà chợ Mỹ nó bán là đầy đủ hết trơn, nguyên bộ lòng chà bá luôn á, trong đó luôn á, nên là thôi giờ mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Đói bụng rồi, hấp miếng nước này trước. Bầu no nó ngọt cái gì đâu cả nhà ơi, mà cả nhà ăn cơm nha. Cả nhà biết không, hồi trước mình không có biết ăn phô câu, mình không biết ăn phô câu mà không phải là không biết mà cũng không dám ăn luôn. Mà từ hồi mà mua vịt ở chợ Mỹ á, nó làm phô câu sạch bốc à, cái mình thấy vậy cái mình ăn thử, mà ăn thử thấy tự nhiên trời thấy nó béo mọi giòn giòn ngon á, cái từ giờ ăn luôn à, nè, nguyên cái phô câu à, chà bá luôn, đã ghê không, giờ là ăn luôn à. Ngon. Là thêm chấm mắm ớt, rồi làm chấm mắm ớt mới được. Phải có dĩa mắm ớt chấm này mới được. Chấm mấy cái lòng á. Ngon. Mà cả nhà nha, mở nhà ăn cơm. Phô câu gì ăn ngon quá. Lòng chấm bớt ngon. Ăn cái ăn cơm thì ăn cơm lại nha. Bữa nào cũng ngon. Thằng gốc mở cửa. Mở cửa rùi bay vô lắm cái lại. Quên á, giờ phải rót rồi ly rượu đầu tiên nữa mới được. Uống rượu đào tiên mốt thành tiên luôn. Mời cả nhà nha. Càng ngại càng lên nằm ngon ghê. Rồi cái miếng chân để lên chân nặng quằn luôn á. Mời cả nhà ăn cơm nha.
Thọc cầu ăn ngon quá, béo với sợ. Nhai uống sụn nước luôn. Trái tim bự chà bá luôn không? Tim vịt rồi luôn rủi bay vô. Mở cửa là bay vô. Thôi con tôi chết rồi. Ngon quá. Thịt vịt. Thịt vịt đó nha, thịt vịt xào chả ớt nha. Ăn cơm ngon gì đâu á. Ngọc ngoài của mình vậy đó nha. Món ăn á, bầu bắt đầu á, hổm này ăn bầu quá là cái ngưng. Ngưng cái ăn đọt bầu, lá bầu, cọng bầu rồi. Hôm nay ăn bầu tiếp. Có trái ăn tiếp chứ làm gì giờ. Chứ lại mình cũng không có đi chợ mua rau rác gì đâu. Ở nhà không, chỉ có chồng mình thì nhờ đi. Thì nó biết, tại thích, mà biết mình thích ăn vịt. Nó đi cũng hay mua vịt về cho mình ăn. Chứ nó cũng không có ăn nữa. Rồi đó, rồi xong. Chứ còn rau rác nó cũng đâu biết. Nó đâu mua gì, nó cũng đâu có ăn rau nhiều. Nó có mình ăn thôi. Nên là thôi, cứ ăn bầu vẫn thấy ngon. Thôi, mời nhà ly rượu nha. Rồi đó, video tới đây cũng dài rồi thôi. Kết thúc. Chào tạm biệt cả nhà luôn nha. Rồi hẹn video tới. Coi thích thì nếu mà có gì sơ xuất thì cứ việc comment góp ý kiến cho mình. Nha cả nhà ha. Thôi, bye bye, chào tạm biệt nha.